Hello mọi người, Zeno ngồi đây đợi các bạn vào xem video từ chiều. Và chúng ta đang có một vấn đề, đó chính là có đến 80% các nhà sư đang xem chùa không ấn đăng ký kênh cho mình, và chỉ có 18% những bạn đã ấn đăng ký kênh cho mình thôi. Và các bạn hãy ấn like và ấn đăng ký kênh, bật cái chuông thông báo bên cạnh để giúp mình có động lực làm những video mới tiếp theo trong tương lai nha. Hello mọi người, lại là Zeno đây. Và chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với cây cầu Skyblock nha. Và đồng hành cùng với mình trong ngày hôm nay đó chính là Khang. Ấy giời, Khang H3 và Pixel. Chào mọi người đi mọi người. Hello mọi người. Phát ẩn phát hiện chưa? Ua. Đấy, ngày hôm nay chúng ta có mặt ở trên cây cầu này để bảo vệ anh Golem kìa đấy. Bình thường chúng ta toàn đâm xiên chém giết anh Golem, nhưng mà không, hôm nay anh đã được. Ấy, anh nhiên định chôn thôi đúng không? Ok, thì đây, mình sẽ bật bật data bank nha. Nào, bắt đầu. Rồi, mình sẽ, đây, ngày hôm nay chúng ta sẽ có, ui, đi random luôn. Đó, ui. Ui, rồi luôn. Đấy, lâu lâu nó sẽ mất nha, lâu lâu nó sẽ mất nha. Đây, có gỗ, à không phải. Go. Ui tôi. Wow. Cái này tan nha, đừng có đi nha, đi ra redstone nha. Đi ra redstone. Chết luôn anh của em đây. No. Rồi, kẹt rồi. Oh my god. À no. mình giữ tiền tay xíu qua bên kia đặt chứ đâu ạ. Chà, đúng rồi, còn gì nữa. Ấu đi. Ui, shit nữa nha. Chà vậy. Gỗ gì đang xì lì nè. Gỗ đâu? Kim cương nè. Ôi trời ơi. Không có. Ui. Rồi xong luôn, pha này đi luôn. Không có gỗ à. Ngay thế nhờ. À gỗ này. Ui trời ơi, chưa kịp lấy gỗ. Đứng yên nhau, nó ra tiền tiền. À, redstone này. Gỗ này. H3 đừng đi vào ấy nha. Dê có gỗ rồi, có gỗ rồi. À, lấy gỗ đi. Đây em có gỗ rồi. Ui. Gỗ. Nên giờ. Ôi trời ơi, chưa kịp đào. Cái gương này có đồ không? Gương có đồ chứ. Có gì đây? Có đồ. Ôi có đất nè, lấy đất không? À, gỗ đây rồi. Dê được 2 block gỗ rồi. Chặt đi. Ok. No. Ui, lại TNT xong ra làm TNT ghê nhờ. Rồi. Này. Ui, đâu rồi, xong rồi, xong rồi, xong. Bảo vệ anh có lên một, bảo vệ. Bảo vệ. Ủa? 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 Mày quá, mày quá. Làm được quên. Ui. Oh my. Trời ạ. Anh nghĩ là mất vết rock đúng không? Cái chỗ đấy vết rock mất được đấy. Okay. Trời ơi, tự nhiên mình đi lên bên góc cái nó gà cục cát. Ui, mình ra xuống dưới này luôn. Ui, con zombie khổng lồ. Ôi mày, wow. Góc gì đâu ra vậy? Đấy. Ok. Nhanh làm một cái đồ. Trời ơi. Thật kỳ đồ đá đấy mọi người. Ui. Ui giời ơi. Có cần xúc nước không? Múc nước có sắt không bà? Nước thuốc. Ui, nó rớt rồi. Ui. Kim cương kìa. Gà tư là toàn á. Vừa ra kim cương kìa. Thức ăn. Không có ăn luôn á. Ủa gì đây? À, này bánh chưng đúng không? Ui khó kim cương kìa. Hỏi kim cương. À, thì nó biết rồi nha, nó biết cách làm nào nha. Go. Ủa gì đâu ơi. Đập lâu thế. Trời ơi. Ui gỗ luôn. Gỗ tiếp. Quá là ngon. Ủa chuyện gì vậy? Cái gì nổi vậy? Ui giời. Ui. Đấy, phải lấy bằng cái này ta. Biết không? Đấy, đấy không? Nhớ. Của nó luôn. Ôi. No. Thế nó mới đi đi rồi. Đi bụi rồi. Xeo ơi. Nhìn bên này. Em lấy đồ chưa? Khang, ok. Đây nào. Ui dạ. Này, cẩn thận. Chết đấy. Được của nó. Ôi, có trứng gồng là lấy không? Cái này được đít này, đó này được. Trời ơi. Nguy hiểm dã man. Rồi. À, pin sao kìa. Sang này chưa gì, sang này. Cầm tiền đi trong tàng hình. Buồn cười thật sự. Ừ. Đi luôn. Ôi slam nè, lấy slam đặt chơi. Ui. Mất đồ hả? Hay chết mất. À không, cái dương vỡ. Trời ơi. Thành nhân lắm đồ. Đi thôi. Boom. Ô. Thanh niên H3 kìa, H3 đâu? H3 vừa ở đâu đó quanh đây nè. H3 vừa quanh đâu đó quanh đây này. Ây da. H3 đâu đó quanh đây này. Bảo vệ của em. Đúng rồi, Pixel lên. Pixel nữa kìa. Pixel. H3 đâu? Không biết. Ui da. Ây. Thì cảm ơn ôm nào. Đây này.
No. 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 Ây da, trời ơi. Ui, chết cả mình luôn rồi. Cứ chết cả mình luôn. Thế. Có gì hả? Giờ đi cái này đã rụng á. Tao thôi farm farm đầu đi PC ơi, farm đầu. Đây có block kim cương, đây block kim cương ở khác. Ui. Nguy hiểm thế nhỉ? Quá là nguy hiểm luôn mà. Ôi. Kìa, bị sao kìa. Bị sao này. Gì vậy? Ây da, no. Cô đây còn sống không mọi người? Ui. Sao? Không rồi, chết rồi, đi rồi. Ôi em đứng được rồi nè, Ôi ôi, hên quá. Cô đây em còn sống không? Còn sống kìa. Đấy em có sắc này, em phải bệnh nha. Cho anh cô em đầy rồi. Ok, dạ, bọc anh cô em lại nha. May quá, Bixel ơi, con cô em nhà mình còn sống nè. Không nhà nào mất cô em cả. Này thì xin anh kia lại qua kìa. Này thì qua. Anh cô em đứng trong, anh cô em đứng nhìn. Thế nhiên video bị kẹt dưới bức tường rồi, video bị kẹt trong dưới đi. Còn lâu. Để em qua bởi em chiến cho nó. H3 đây này. H3 này. Mình chỉ cần nhìn thấy block biến đổi là biết là thanh niên tàng hình ở đây mà. Trời. Này. H3. Mình vẫn chưa có đồ. Block nè rồi kìa. Ủa? Mình vừa đi vào đây được cái gì nè? Ủa Geno ơi, sắc này Geno ơi. Ngon. Đâu, để Geno làm mấy một từ xem có kim cương đã. Có kim cương mình nổ lấy một ít kim cương chơi. Này cẩn thận bạn. Này hát ba nguy. No. Tình nhiên nào đi đấy. Ui nó giờ. Rồi luôn. Ui, này. Thần kỳ thật sự, anh Golem đã sống sót sau hai trận. Như leo. Anh Golem đã sống sót sau hai trận này. Đây. Ui, cái này đặt TNT là xong này. Đặt TNT luôn. Đặt lấy cái này làm gì ba? Ui, no. Ui trời ơi. Nên được gì không? Lấy được gì không? Nào, hình H3 qua kìa. Khăn ấy đi để anh chế đồ này, anh chế kiếm. Geno chế kiếm nhưng mà. Mập rồi, yên tâm. Đúng rồi. Cái tính nhờ. Đâu rồi? Ê. Kỳ lạ thật. Sao đánh người nhà đấy à? Ai biết đâu, tại thằng hơn. Sao đánh người nhà đấy à? Cái thế nhờ. Nên em không biết. Này Khang sát này tự chế đi. Này. Sát đấy. Nó bung cái ra đồ đây. Này, đây cho cả cái này nữa này. Rồi. Này. Ui bạn đánh chan, ui không kịp rồi. Ơ, nào là TNT kìa chứ nói. Không phải Geno đâu. Thằng nào đó? Thằng nào đập rồi. Ấy à. Cố lên Khang. Ôi cười. Sao tôi bị kẹt lóc ta? Không kịp. Sao sắc em anh kia? Geno này, no! Sao em đập được? Nhà video đều quá, chỗ đấy có cái lỗ gì ấy. À, thì ra mày chọn cái chết. Ôi cái gì á? What happened? Ai mà tàng hình chơi á? Ai mà tàng hình? Bộ này ai vậy? Geno. Đâu? Thầy, tàng hình không biết ai là. Mình cười quá. Hình như H3 nó vẫn H3 quanh quẩn nhà mình á. H3 quanh quẩn nhà mình á. H3 ở đâu á? Em không biết luôn á. What? Ui. No. Oh no. Nó đi. Nó. H3 này, H3 mới trúng tôi. Ui, đi xem nhà được 2 viên kim cương. Ôi. Chạy đi xem. Hai viên làm được gì bà? À làm cái kiếm đi, làm cái lên kiếm. Lên Khang ơi, lên. Lên này. Ê, cô lên của tôi. No. Giùm bắt block đây. Bắt block. No. Anh đi lật lỏng rồi. Vậy đó, anh đi lật lỏng rồi. Ấy.
Sao nó lại rơi vậy? Cay thế nhở? Trời đi lên block này ra block khác á, tôi té á. Cay thế chứ. Cay thế nhở? Nó toàn... Oh my god. Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Giỡn mặt. Đi đâu giỡn mặt? Đi đâu giỡn mặt? Đi đâu? Ui. Giỡn mặt gì? Giỡn mặt. Rầu VIP là sai lầm rồi. Michel ơi, làm gì? Michel ơi. Ui, gọi Michel làm gì? Gọi Michel trong đêm. Nhìn đâu ta? Có bạn chế tạo không làm cái kiếm ơi? Có qua đây nè, đưa cho. Này, này này. Ui, bạn chế tạo đầy này. Nhưng mà đang đánh nhau với Thiên Khang. Trời ơi, bạn chế tạo cao luôn. Oh my god. Ôi, khó chịu nha. Ui, đang chế tạo nâu, mất hai cục kim cương của tôi rồi. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Đi Zeno gần đây này. Từ làm cái kiếm cái này. Đi kiếm cái. Rồi chơi gì chơi. Tiền đâu? I'm coming. Kim cương. Ủa sao là kim cương ra cục đá đen vậy? Kim Zeno đi đâu rồi nhỉ? Anh đi ngay nè. Làm sao? Tại gì đâu? Ôi trời ơi, no. Gì đấy? No, cô em tôi, ôi. Ui, cô em đâu rồi? Tầm tím toàn thân rồi, cô em nhà tôi tầm tím toàn thân rồi. Yeah. Ui, sao bánh mì quá trời vậy? What? Ui, tôi có cái cái gì nữa trong một đống bánh mì. Ui, lại chăn nó đầy lên rồi. Ui, lấy sắc cho nó đầy máu được hả? Ui, kim cương. Ôi mới biết luôn á Michel ơi. Wow, kiến thức. Trời ơi, tầm vũ trụ luôn. Hát ba không biết điều này mọi người ạ. Đúng rồi, đồng ý với tôi. Chiến trong ít sắt này. À, trời ơi, nó biến thành block ta lao rồi. Cây đấy. Đi đâu? Ê. Làm sao? What's up? Ở nhà kìa. What's up? Ui, đau. Ui, kim cương. Đau. Bắn cục. Ua. Rồi luôn. Rồi nhiều. Mình lấy lên đời, lên đời. Tới công chuyện rồi. Tới công chuyện rồi. Tới nách luôn. Tới công chuyện rồi. Ê chết rồi, cho xin cái gậy đi xem ơi. Có gậy không? Nè. Ok, được á. Nè, cô đây mấy thanh niên kia đi lang thang kìa. Rớt đi, trời xong rớt, trời ơi. Này, dám đánh con em nhà tôi. Con em mà nhà mình rớt là được rồi. Rớt dễ dàng thì sao? Ơi, lại cái kim cương kia. Từ từ, đang chết. Nổ đi. Nổ đi. Trời ơi, được mỗi một tí à. Cay thế nhỉ. Chặn anh con em đã. Ấy, tôi mình mặc giáp cho mình tăng hình được ta. Đi cần đi tăng hình nữa. Đúng rồi, mặc giáp là sẽ không được tăng hình nha. Ôi trời, cát rớt trong nào không? Cát rớt ông nội ơi. Ông nội ơi. Ông nội ơi. Ông ơi. Sao đánh như thế nào chúng mình được chứ? Cay đấy nhờ. Bà hết làm người đàn hình nữa, bà sẽ không mặc giáp đâu. Ơ kìa, đang cờ ráp đồ. Pixel. Ui, trời ơi, tôi tăng hình. Golem nhà mình. Ôi no, anh Golem. Rồi xong. Golem. Golem nhà tôi. Rồi đi luôn rồi. Hát ba đi luôn rồi. Hát ba đi xuống dưới rồi. Oh my god. Golem đâu rồi? Golem dụng rồi. Golem dụng cổ. Kìa, hết giờ mình còn một mạng đúng không? Đúng như vậy. Ê, từ từ mặc giáp vô cái, mặc giáp vô. Đây, tao dành. Đúng quá đi. Đây rồi, vũ khí mới nhập đây. Ác, con ác chủ bài đây. Ác chủ bài, chủ. Ác chủ bài tới đây. Mình vẫn còn mạng. Hát ba còn sống không? Hát ba còn sống không? Ây à. Táo bằng Inchen đây. Chờ chưa? Thanh niên hát ba còn mạng nha. Hát ba còn một mạng, táo bằng Inchen kìa. Đúng rồi, tao bằng Inchen à. Hai đánh một không chột cũng què à. Cũng què à. Sao vậy nói? Ây da. Rồi què. Trời què. Ờ, què ơi. Trời ơi, tôi nhận kìa. Què.
Đỡ mẹ kìa. Ui trời đấy nhở. Em nhầm. Này đây rồi. Trời ơi. Anh Niên có tao vàng, anh Niên lụm cái gương. Làm sao mà địch lại tao vàng enchant của tôi hả? Làm sao? Ôi gần chết rồi. Nhầm BB nha. Ôi gần chết rồi. Táo vàng enchant này chúng tôi này. Uầy. Này. Đấy là lỗi do mấy thanh niên gọi là để sổng anh Golem ra ngoài cái cây cầu nhá. Không. Ok bạn ơi, thì clip ngày hôm nay của mình đến đây thôi. Và nếu bạn thích cái clip mà cây cầu Sky Block này của mình, và nếu bạn muốn chơi ở cái cây cầu này nhá, thì hãy qua clip bên Facebook mình có đăng một clip hướng dẫn các bạn chơi trên cây cầu Sky Block, và để cả link tải cho mọi người tải xuống chơi cùng bạn bè nhá. Nhớ là qua fanpage Facebook theo dõi và xem clip đó để chơi cùng mọi người nhá. Và đừng quên là đăng ký kênh của mình cũng như kênh của tất cả mọi người trong nút tin để ủng hộ mọi người nữa. Còn bây giờ thì bye bye. Bye.